Thác Võ Sinh kính chào quý vị và các bạn. Cuộc sống không nghề, không tiền của người Việt bị Mỹ trục xuất. Đó là cái tiêu đề của một bài báo mà Thác Võ mới vừa đọc được quý vị. Và khi mà mình đọc sơ qua cái tiêu đề này đó, có thể thấy thì dường như nó đã mô tả một cái cách chi tiết mà nói về cái số phận của những người mà người ta bị trục xuất. Và ở đây là người Việt Nam mình, người Việt đã bị Mỹ trục xuất và đã lâm vào cái cảnh không nghề nghiệp và không có tiền bạc để mà trang trải cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Và thoạt đầu thì khi mà mình nghe qua thì có vẻ là nghe nó cũng hơi chạnh lòng đi. Thôi thì để biết chi tiết của cái bài báo này, người ta đã nói những gì, Thác Võ xin mời quý vị và các bạn chúng ta có thể cùng lắng nghe trước, và sau đó quý vị cũng có thể cho biết thêm một cái sự nhận xét, góp ý nha quý vị nha. Và nội dung của bài báo thì đã được cho biết như thế này: cuộc sống không nghề không tiền của người Việt bị Mỹ trục xuất. Những người Việt Nam đầu tiên bị chính quyền Mỹ trục xuất đã về đến quê nhà. Họ cảm thấy khó khăn hơn khi hòa nhập với cuộc sống mới. Và trên màn hình thì đây là hình ảnh của ông Phạm Chí Cường. Ông Phạm Chí Cường, 47 tuổi, đã bị trục xuất khỏi Mỹ vào tháng 12 năm 2017. Ông Cường thì đang ngồi tại một quán ăn ở trên vỉa hè, trên hè phố ở thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 24 tháng 4. Chỉ cho đến khi Phạm Chí Cường nhìn thấy cái chiếc máy bay chờ trục xuất ông khỏi nước Mỹ, người đàn ông 47 tuổi này mới thực sự ý thức được mình sắp bị đưa về Việt Nam, quê hương mà ông đã rời bỏ vào năm 1990. Trước khi bị buộc về Việt Nam vào tháng 12 năm 2017, theo chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm trục xuất người nhập cư từng phạm pháp, ông Cường và ít nhất 3 người bị trục xuất khác trên cùng một chuyến bay đều đã sống ở Mỹ hàng chục năm qua. Việc trục xuất này thực hiện bất chấp Việt Nam và Mỹ đã ký một cái hiệp định song phương vào năm 2008 để đảm bảo những người nhập cư từ Việt Nam đặt chân đến nước Mỹ trước năm 1995 sẽ không bị trục xuất về quê nhà. Ông Cường và một số người bị trục xuất khác đã cho biết trên suốt cái chuyến bay kéo dài 17 tiếng từ Mỹ về Việt Nam, họ buộc phải giữ im lặng, còn tay và chân của họ thì đã bị chói. Tất cả những người trả lời phỏng vấn đều cho biết họ cảm thấy khó khăn hơn khi hòa nhập với cuộc sống mới ở Việt Nam. Các cán bộ công quyền nhìn họ với đôi mắt ngờ vực và không dễ dàng mà tìm được một cái việc làm mới. Ông Phạm Chí Cường thì đã cho biết như thế này: nếu mà anh hỏi tôi đó, có muốn quay trở lại Mỹ hay không, tôi sẽ trả lời rằng có, nhưng tôi không biết phải quay lại đó bằng cách nào. Người đàn ông này thì đã bỏ lại sau lưng tổ ấm với vợ và các con tại thành phố Orlando thuộc tiểu bang Florida. Và theo thông tin được biết thì sau chiến tranh, ông Cường đã di cư sang Mỹ theo chương trình dành cho con lai Mỹ Việt. Dù là có cha là người Mỹ và đã sống hàng chục năm trên đất nước Mỹ với gia đình riêng, nhưng mà người đàn ông này thì vẫn chưa được trở thành công dân Mỹ. Đối với ông Cường thì ông không cảm thấy cái việc nhập quốc tịch là một sự cần thiết, vì là ông đã đường đường chính chính, ông đã nhập cảnh vào Mỹ và đã được lao động một cách hợp pháp trên đất nước này. Thế nhưng vào năm 2000, ông Cường đã bị buộc tội hành hung và đã lĩnh án 18 tháng tù. Cho đến năm 2007, ông đã bị phạt thử thách một năm vì ông đã sử dụng rượu bia trong lúc ông đang lái xe. Cả hai cái lần phạm pháp này, ông đều bị cơ quan chức năng cảnh báo về việc ông có thể bị trục xuất theo luật pháp của Hoa Kỳ. Nhưng mà lúc đó do là chưa có cái chính sách trục xuất người nhập cư Việt Nam. Đến năm 2008, khi mà cái hiệp định song phương về việc trục xuất đã được ký kết giữa Hà Nội và Washington, ông Cường đã thở phào nhẹ nhõm vì ông đã thuộc được cái diện miễn trục xuất này. Sau những lần bị bắt đó thì ông Cường theo như yêu cầu, ông phải thường xuyên trình diện với ICE và phải tránh xa những cái rắc rối liên quan đến pháp luật. Nhưng mà cho đến tháng 11 năm 2017, ông Cường đã chính thức bị ICE bắt và tạm giam. 2 tháng sau đó, ông đã được đưa lên máy bay quay trở lại Việt Nam. Và theo cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ, viết tắt là ICE, trong số 8.600 người mang quốc tịch Việt Nam bị đưa vào danh sách trục xuất tính đến tháng 12 năm ngoái, thì có đến 7.821 người là những người mà đã có tiền án tiền sự.
Thưa quý vị, thì trường hợp thứ hai đó là trường hợp của ông Bùi Thanh Hùng. Ông Bùi Thanh Hùng sinh năm 1973. Ông Hùng cũng là con lai Mỹ Việt. Và trên màn hình thì đây là hình ảnh của ông Bùi Thanh Hùng. Ông đã bị chính quyền Mỹ trục xuất về Việt Nam cũng là vào tháng 12 năm 2017. Hình ảnh này thì đã được mô tả. Ông Hùng đang ngồi tại một quán cà phê ở ven thành phố Hồ Chí Minh. Được biết thì ông Hùng đã bị kết án bạo hành gia đình vào năm 2010. Dù là ông đã bào chữa rằng cái sai lầm này nó xuất phát từ việc ông đã bắt gặp vợ mình ngoại tình với một người đàn ông khác. Ngay sau đó, ông Hùng đã lĩnh án 6 năm tù. Cho đến hồi năm ngoái thì sau khi ông ra tù, ông đã được đưa thẳng tới trại tạm giam của ICE và đã bị trục xuất vào tháng 12 năm 2017. Cũng như là cái trường hợp của ông Cường vừa nêu. Và ông Hùng đã cho biết như thế này: ở đây thì tôi không có công ăn việc làm, cũng không có ai giúp đỡ cho tôi hết. Tôi cũng không có cái chỗ nào để dung thân. Ông Hùng đã nói và đã cho biết thêm, hiện nay thì ông đang phải tạm ở nhờ nhà của người quen. Nhiều nhà hoạt động về quyền của người nhập cư tưởng rằng chính quyền Mỹ sẽ chùng tay khi mà ra quyết định trục xuất những người con lai Mỹ Việt như là ông Hùng và ông Cường. Cộng đồng người nhập cư Đông Nam Á chúng tôi cảm thấy cực kỳ sốc. Sốc. Theo luật sư Tín Nguyễn, là người mà đã tình nguyện hợp tác với các luật sư phi lợi nhuận của cộng đồng người Việt nhập cư Đông Nam Á, đã đứng ra hỗ trợ những người Việt bị trục xuất này. Ông Cường và ông Hùng đã bị trục xuất cùng đợt với khoảng 30 người nhập cư gốc châu Á khác. Trước khi mà họ được đưa về Việt Nam, máy bay chở họ đã đổ tại Myanmar và đổ tại Campuchia. Ông Cường cũng nói thêm như thế này: ông Cường là ông đầu tiên đó quý vị. Tôi chẳng có tiền. Vợ tôi thì thi thoảng cũng gửi cho tôi vài trăm đô, nhưng mà cũng không có ai giúp tôi hết. Và thưa quý vị, thì khi mà quý vị đã nghe qua hết cái bản tin này, Thác Võ muốn đọc thêm những cái bình luận của những người mà sau khi họ cũng đọc hết cái bài báo này đó, và họ cũng có viết những cái dòng ý kiến quý vị góp ý. Một người tên Hồng thì đã nói như thế này: hãy đứng lên và làm lại khi mình còn cái đôi tay và khối óc. Cánh cửa này đóng thì sẽ có cánh cửa khác được mở. Xin chúc hai anh lạc quan và sống vui vẻ ở quê hương. Bình luận này thì đã nhận được 2.477 lượt like. Rồi một người khác tên là Lê Ngọc Thái Châu: trong số 8.600 người mang quốc tịch Việt Nam, người này thì đã dẫn lời lại cái câu nói là trong số 8.600 người mang quốc tịch Việt Nam bị đưa vào cái danh sách trục xuất tính đến tháng 12 năm ngoái, có 7.821 người là có tiền án tiền sự. Đây là con số đáng suy ngẫm. Đây là một con số đáng suy ngẫm. Rồi một người khác tên là Nguyễn Tạ Dung thì đã nói là điều đó đã cho thấy dù là ta sống ở đâu cũng phải chấp hành pháp luật tuyệt đối, nếu không sẽ không có ai dung thứ cho các anh. Rồi một người khác tên là Nguyễn Viết Trung: đây là bài học dành cho người vi phạm pháp luật. Rồi một người khác tên là Quyền Khu Liêm: trời ơi, sao lại khổ vậy? Ít nhất họ còn nói được tiếng Việt, phải bắt đầu làm lại từ đầu thôi. Rồi một người khác tên là Nguyễn Nguyễn Nhân: cơ bản là do mình hết. Cả một cái thời gian dài sống trên đất nước họ mà không có phấn đấu, không chịu phấn đấu học tập lao động để đi tới mục đích của mình. Cho nên đừng có trách ai hết. Một người tên là Đoàn Trung thì đã nói là đọc các comment thấy nhiều người rất hiểu biết về chuyện này. Vì tất cả là tại mình thôi, hối hận thì cũng đã muộn rồi. Có những cơ hội trôi qua và không bao giờ trở lại nữa. Một người tên là Cảnh Sát Sớm: họ chỉ trọng dụng người tài, người tuân thủ pháp luật thôi. Các bạn đến đất nước của họ rồi vi phạm pháp luật, bị cho về nước là đúng rồi. Rồi một người tên là Lê Nam. Lê Nam thì đã nói như thế này: khi ra một cái đạo luật, ngoài cái lý thì cũng phải nghĩ đến cái tình. Ai đời, người ta sống hàng chục năm, vợ con người ta ở bên đó, mà bây giờ đuổi người ta về bên này, gia đình ly tán là sao? Phong Lê Quang thì đã nói như thế này: hai anh như vậy sẽ rất khó xin cái visa vào lại Mỹ lắm. Hãy quên cái giấc mơ Mỹ đi và chuyên tâm làm ăn, rồi cuộc sống sẽ tốt lên thôi. Và đó là một số cái ý kiến của bạn đọc, của những người mà người ta đọc qua bài báo này, người ta đã viết
những cái lời nhận định sau khi mà họ đã xem qua, họ có cái cảm nghĩ như vậy đó. Quý vị và các bạn cũng đã vừa được nghe qua. Và nhìn chung thì ngày hôm nay, đây là một cái bản tin Thái Võ muốn được chia sẻ cho tất cả cô bác anh chị chúng ta có thể được biết đến. Nếu quý vị nhận thấy video này là hữu ích, quý vị có thể ủng hộ Thái Võ một like cũng như là một lượt subscribe. Quý vị đăng ký kênh để quý vị có thể nhận thêm những thông báo từ những tin tức trong những ngày kế tiếp. Cuối cùng, Thái Võ xin cảm ơn, xin cảm tạ tất cả quý vị đã luôn quan tâm, đã luôn yêu mến, đã luôn ủng hộ và lắng nghe hết bản tin này. Thái Võ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả bà con, cô bác, anh chị mình ở những bản tin kế tiếp.